Này hóa học Tớ ghét cậu Hóa học Dù bạn thích nó hay là ghét nó Thì có một sự thật là môn hóa làm khổ loài người Theo một khảo sát mà tôi làm trên Facebook Thì có tới 70% 70% số người tham gia đều rốt hóa Tôi biết Facebook có thể không phải là một nguồn đáng tin cậy Nhưng có thể khẳng định là ngoài nghèo ra Thì rốt hóa là thứ dễ khiến con người đồng cảm với nhau nhất Và video này sẽ là góc nhìn về môn hóa của tôi Một thằng bị liệt hóa nếu nhìn vào thành tích học tập cũng như số lượng bằng khen tôi đạt được trong các cuộc thi trong nước và quốc tế chắc chắn sẽ chẳng có ai tin khi tôi nói rằng tôi bị liệt hóa thông minh học giỏi tôi chính là thằng con nhà người ta mà phụ huynh các bạn hay nhắc đến trong mỗi giờ cơm tối đấy nhưng với môn hóa thì não tôi như bị thiểu năng vậy ơ ừ, nhưng hóa dễ mà anh chỉ cần cố một chút thôi không nó không dễ một tí nào cả ít nhất là với tôi không giống như người anh em của nó là toán và lý chỉ cần áp dụng công thức là ra thì vây hóa nếu bạn chỉ áp dụng công thức thì bạn ra về ra nước mắt chứ làm gì có chuyện nó ra kết quả mục bài hóa có sẵn cách làm chỉ đổi mỗi số liệu là tôi đã bó tay rồi chứ chưa nói gì đến mục bài hoàn toàn mới tôi tính cho cô số mol phân tử có trong 9,4 lít khí h 2 s gì nào dạ không năm ạ thế số mol phân tử n 2 trong 140 trăm khí nitơ bằng bao nhiêu Hồi đó môn hóa là nắm đấm của giáo viên, còn mặc tôi là cái bao cát. Khác với ngữ văn, bạn không có sách giải, Hãy bất cứ phương pháp nào để đạt điểm cao trừ việc học Ơ à, nhưng anh có thể chép bài mà Một mét vuông ba thằng số hóa Ê tiết sau kiểm tra rồi đấy mày học gì chưa Ê tiết sau kiểm tra rồi đấy mày học gì chưa Tiết sau kiểm tra rồi đấy mày học gì chưa Tiết sau kiểm tra rồi đấy, học, sau kiểm... Tao học rồi Nhưng tao không cho chúng mày chép Thật đấy Hóa đáng sợ đến mức hồi đó nó chia lớp tôi thành hai giai cấp Tầng lớp thượng đẳng là những đứa giỏi hóa Và phần còn lại là lũ rốt hóa chúng tôi Sức mạnh càng lớn tỷ lệ hãm càng cao những đứa giỏi hóa thì lại không cho mình chép bài Đứa dốt hóa thì lại cho mình chép bài Thế là điểm hóa của tôi chưa bao giờ trên 6,5 Nhưng nếu bạn nghĩ bài tập hóa là thứ tệ nhất thì không Vì cơn ác mộng thực sự non nằm ở trang 42 Nếu các bạn không biết thì ở trang 42 sách hóa 8 Chứa được những dòng mà người bình thường đọc có thể bị tàu hỏa nhập ma Đấy là bản tuần hoàng hóa Nơi có những văn tự cổ đại và bạn sẽ phải học thuộc nó vì theo lời giáo viên, bạn không được phép cầm bảng hóa trị vào phòng thi. Tôi đã phải mất 3 ngày. 3 ngày để nhồi thứ chết tiệt đấy vào đầu tôi và rồi nhận ra thí sinh được phép cầm bảng tuần hoàn vào phòng thi. Sau hôm ấy tôi ném sách hóa vào thùng rác, đừng hiểu lầm, tôi thích hóa học. Hồi nhỏ tôi thường ngồi cả ngày trong toilet nhưng không phải để bấm điện thoại như các bạn bây giờ đâu. Mà là để trộn mấy chai dầu gội vào với nhau để tạo ra một hợp chất sặc sỡ rồi tưởng tượng mình là nhà hóa học. Tôi có thể không biết H2 cộng O2 bằng gì. Nhưng tôi chắc chắn dầu gội, Pentin trộn kem đánh răng ra màu bạc và có cách tủa ở đây. Với những phẩm chất ấy thì bạn sẽ nghĩ hóa thực hành sẽ hợp với tôi hơn đúng không? Uhm... Không. Hồi đó vì cơ sở vật chất còn hạn chế. Đến giờ tinh học chúng tôi thậm chí phải học đánh máy trên giấy kẹo ô ly thì bạn thực sự nghĩ trường sẽ có hóa chất để thực hành sao? Tiết hóa với tôi ngày ấy là những giờ học khô khang khi tôi phải cố ngồi giải mã thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh mà cô giáo tôi phát ra cũng như cố gắng chống lại cơn buồn ngủ vì sự tẻ nhạt của giờ hóa. Kiến thức hóa với tôi là một cái gì đấy cực kỳ khó để áp dụng. Cô giáo tôi từng nói Tuân à, hóa học ở quanh ta vì thế kiến thức hóa có cực kỳ nhiều ứng dụng À thế à, thế cô thử ví dụ một cái xem Anh cãi tôi đấy à, cô làm sao đấy em chỉ hỏi đấy bạn Cơ một Lần duy nhất kiến thức hóa có tác dụng là lần tôi ngăn vợ tôi đốt nhà khi cố định cưa bình ga Và cái đấy còn chả cần đi học cũng biết Nhưng đấy là do anh học rốt mà có phải lỗi của môn hóa đâu Honey tôi là người phát minh ra công thức nhìn hình ta thấy đấy Tại sao ABC là hình tam giác Nhìn hình ta thấy Tại sao đường thẳng C và D lại song song Nhìn hình ta thấy Góc giữa hai đường thẳng AA phẩy và BC phẩy bằng Nhìn thước Ta thấy nếu có ai đoạt giải Nobel toán học năm nay thì người ấy sẽ là tôi cho nên logic chưa bao giờ là thứ tôi thiếu cả. Có lẽ việc tôi rốt hóa là do tôi cố tình đúng không? Không, là do tôi ngu thật. Lần duy nhất mà tôi thực sự nghiêm túc với môn hóa là trong một buổi giải đề năm lớp 9. Tôi vẫn nhớ đấy là câu số 12. Một câu khó đến mức mà không một ai trong lớp có thể làm được. Trừ tôi, tôi vận dụng toàn bộ neuron, toàn bộ trí lực của mình đẩy não bộ tới cực hạn để cố gắng giải được bài toán đấy. Tôi không làm điều này vì tôi thích hóa. Đây là câu chuyện về cái tôi và lòng tự trọng. Vì chỉ cần giải được câu này, tôi sẽ được nhớ đến với tư cách là người đầu tiên trong dòng họ giải được đề thi hóa. Và sau 15 phút tưởng chừng như dài vô tận, tôi đã tìm ra đáp án là C. Em nào cho cô biết đáp án câu 12 nào? Đây rồi, Tuân ơi. Cơ hội của mày đến rồi. Nói xe đi. Nói xe đi. Thưa cô, đáp án là À, chính xác. Thế Tuân ra gì đấy? Em ra giống bạn Tôi ghét hóa học hello mọi người tuần này mong mọi người tận hưởng video lần này nhá hãy nhớ là video này làm ra với mục đích là giải trí không có gì sai khi bạn thích hóa cả nó đơn giản là không hợp với tôi thôi có lẽ trong video này sẽ có vài chi tiết nó bị sai sai bởi vì nói thật là tôi ra trường lâu lắm rồi cũng không nhớ chi tiết hết được biết đâu bây giờ các bạn phải học thuộc bản tuần hoàng thì sao đúng không thực sự là mấy tuần qua với tôi là những tuần cực kỳ bận rộn tôi lại sắp chuyển sang nhà mới rồi có thể có vlog thực sự để video này ra mắt trong khoảng thời gian này với tôi là một sự kỳ diệu tôi chưa bao giờ hết bất ngờ vì khả năng chạy deadline của mình cả tuy là làm vội cùng với tâm lý không thoải mái lắm nhưng mong là mọi người tận hưởng video này còn tầm chục ngày nữa là các bạn 2k3 hoặc là 2k4 thi đại học rồi hãy làm bài đúng và tốt hơn khả năng của mình nha còn nếu bạn nào hỏi đoán đề văn thì um, tôi có ba đáp án một là vợ chồng Apu hai là chiếc thuyền ngoài xa và ba là là, là 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 là, người lái đò sông Đà Nguyễn Tuân trời ơi Tuân đi đây hẹn gặp lại mọi người trong buổi livestream gần nhất nhé